qua gian nan, hôm nay của ta thật nhiều là điều tươi mới. Bay cao bay xa, sân bay sẽ ga nhưng tỏa thấp cao trong trời. Người đẹp người ngoan người tài nô nữ, tuổi già tuổi xuân sáng tươi muôn phần. Mì Khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì Khay Vi Phong càng ăn càng dính. Sao mà anh đây rồi em ơi, buồn cứ khóc bao lâu nay anh đã có mạnh mẽ rồi. Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi, hãy đem được vỗ về nỗi buồn của anh. Như bao lần anh đã từng bên em, khi anh khóc giờ là lúc em bên anh khi anh cần. Hãy cứ yêu đuối đi em, nếu muốn cứ khóc đi em, rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua em à. Lily và Eric đã có mặt tại hành trình rực rỡ. Cảm nhận của anh chị như thế nào khi nhận lời mời tham gia chương trình? Ly nghe nói là hôm nay là chặng cuối của hành trình rực rỡ rồi, nên là Ly rất là háo hức và nóng lòng được tham gia cái hành trình gọi là rất là đặc biệt này. Còn em thì thực sự là em tập gym suốt thời gian vừa qua là để em chuẩn bị ra hành trình rực rỡ. Trời ơi, dữ vậy. Để ý là xung quanh các anh chị em nghệ sĩ bạn bè ai cũng tham gia hành trình rực rỡ rồi. Đợt vừa rồi là Phúc tham gia này, và Phúc về kể rất là vui và có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, nên là em rất là chờ đợi. Và cuối cùng thì chương trình đã mời em lại để em có thể gọi là sử dụng được cái sức của mình trong suốt thời gian vừa qua tập trung. Khi nghe đến hành trình rực rỡ, anh chị nghĩ đến điều gì? Rực rỡ thì chắc là phải nhiều màu sắc này, xong rồi rất là vì, đúng rồi. Còn em thì em sẽ nghĩ đến từ hành trình, tức là mình sẽ được trải nghiệm, mình sẽ được đến những cái nơi mà mình gần như chưa bao giờ tới. Thực sự là lần này là em được biết là cái điểm đến của mình là Lào Cai, Yên Bái và có thể đi lên Sapa nữa, và em chưa bao giờ được đến đây luôn. Chị không biết chị đi đến chưa? Chị cũng vậy, chị chưa đi Sapa. Nên em nghĩ đây cũng sẽ là những cái trải nghiệm của các anh chị em nghệ sĩ khi mà tham gia hành trình rực rỡ, mà chúng ta có thể khám phá được rất là nhiều những cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam, và em mong rằng là quý vị khán giả cũng sẽ được biết đến nhiều hơn về những danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. Hai anh chị nghĩ dàn ca sẽ phản ứng như thế nào trước sự xuất hiện của mình? Giang ở chị sẽ đoán biểu cảm đi. Con gái. Qua bên kia ra bên này giữ con. Ai vậy? Who is that? Yeah! Wow! Wow! Tuyệt vời! Chào mọi người! Hello em! Con gái tôi, Lily! Hello! Hello chị vậy? Thiều chú Giang lúc nào cũng vậy, rất là dễ thương. Hầu như là ai thì em cũng biết, nhưng mà kiểu các anh chị thì em cũng ít gì được tiếp xúc nhiều với các anh chị, nên em cũng mong rằng là sau chương trình hành trình rực rỡ này thì em sẽ có thêm nhiều những người bạn mới hơn, những người bạn thân hơn từ chương trình hành trình rực rỡ. Anh chị mong chờ những thử thách gì từ chương trình? Nói chung là càng nhiều càng tốt. Càng cực đi ha, tại vì hai chị em mình tập gym tập tiếc các kiểu là nhưng để dành sức này mà. Nhưng mà né né mũi tôi đây, mà né né mũi tôi đây. Ôi trời ơi. Ly nghe nói nha, là chị Khả Như lúc đầu quay cũng nói vậy đó, kêu là chị thích cực lắm, nhưng mà sau ngày đầu tiên là chị tả. Chị thấy chị tơi tả, đúng không biết mình chết sao rồi, chết rồi. Sợ quá. Có một mini game dành cho mọi người để xem độ trùng khớp ạ. Em sẽ đọc câu hỏi và mọi người cùng đồng thanh trả lời. Ok, là 1, 2, 3 là chị. Ok. Thành viên mạnh nhất. Hiểu nhau quá đấy này, hai chị em mình này. Thôi được rồi, liền luôn nha. Thành viên mạnh nhất. Anh Lâm. Đúng rồi, cái thân hình của anh ấy là
là bự nhất trong các mọi người rồi. Mới thấy anh ấy kiểu tham gia tập nào cũng kiểu rất là nhiều năng lượng ấy. Anh nhẹ tay hai bọn em thôi, hai bọn em. Mình hạt cũng bài lắm. Thành viên yếu nhất. Chị Phương. Cứu tôi, cứu tôi. Theo em không biết là ai yếu không, tại vì chị nghĩ là chị suy đoán thôi. Chị Phương chị rất thích nằm nên là cái game này nó hoạt động hơi nhiều. Thì cứu chị Phương đi. Rất là tự tin và sức mạnh nội tại của tôi. Thành viên máu chiến nhất. Giang. Thành viên e dè nhất. Nikit. Tại vì bé thì có biệt danh là út khờ nên chắc là kiểu như là cũng thứ nhất là lần đầu tiên các bé cũng tham gia truyền hình thực tế nữa, em cũng có theo dõi, nhưng mà về càng các tập sau này bắt đầu bé cũng thể hiện nhiều hơn rồi. Thành viên khó đoán nhất. Chị Ngân. Có nghĩa là anh Isaac. Em đến thấy chị Ngân thì thực ra em còn theo dõi một vài tập của chương trình và em thấy rằng là chị rất là thông minh. Nhìn chị thì có vẻ kiểu như là yếu yếu, nhưng mà lúc mà chị tham gia các cái thử thách hay là chị tham gia những cái gì mà phải vận động của chị nào thì chị là người rất là nhảy số rất là nhanh. Em thấy chị là một người ẩn số hay. Anh ấy rất thú vị. Nói chung là em thấy là mỗi mảnh ghép trong chương trình Hành Trình Rực Rỡ đều là những cái màu sắc. Ngân là cũng tham gia nhiều những cái chương trình tự tự như vậy rồi nên, nhưng mà anh Isaac lần đầu tiên nên là chị nghĩ là cũng có nhiều cái mà anh Isaac lần đầu tiên muốn bộc lộ ở đây, con thú hoang dã trong người không ạ? Thành viên chính trực nhất. Chú Giang là không đấy, mình phải dùng những phương án loại trừ đi. Thấy chú Giang là anh Lâm là càng không nha. Chú Giang anh Lâm là hay lừa mọi người đó. Chị nghĩ là chị Phương. Nói chung chị Phương và anh Isaac cảm thấy là hai người cũng lành. Cũng thấy là đáng tin nhất đó. Trong này không ai chính trực hết. Trong này không ai chính trực hết. Thôi được rồi, em nghĩ là để kiểm chứng cái đấy chắc là mình phải tham gia ngày hôm nay. Không. Để mình xem. Đúng rồi, đúng không? Nghĩ là hai chị em mình đó. Đúng. Chính là bọn mình. Lily là người có kinh nghiệm tham gia show thực tế. Lily có điều gì chia sẻ với Eric trước buổi ghi hình ngày mai không? Nói chung là em phải chuẩn bị sức khỏe này. Sức khỏe. Và em phải chuẩn bị là cái sự gọi là lăn xả đúng không? Lăn xả không? Ý vậy là lăn xả thì đương nhiên rồi nha, nhưng mà em phải chuẩn bị một cái sự gọi là đủ tỉnh táo, bình tĩnh, nói chung là để đón nhận những cái mảng miếng của mấy anh chị sau này ghê lắm. Em nghe bảo là mình sẽ đi quay từ tận 4 giờ sáng, biết lúc đấy mình có tỉnh táo không ta? Không biết nữa. Nhưng mà chắc là sẽ vui. Đúng rồi, chắc là sẽ vui. Với lại là theo kinh nghiệm của chị nha, dù em có không lăn xả thì mấy anh chị cũng phải bắt em lăn xả luôn. Nên là em phải chuẩn bị sẵn sức khỏe và tinh thần đi. Ok, thôi chắc là em sẽ phải ready thôi, cho em phải ready. Xin chào tất cả các anh chị. Lily hôm nay đã khác Lily ngày xưa rồi, đừng tìm Lily ngày xưa nữa. Lily hôm nay sẽ rất là máu chiến nên là các anh chị hãy cẩn thận đó nha. Cảm chị ơi, cảm chị. Ủa gì vậy? Các anh chị thương em rồi. Thực sự là em lần đầu tham gia hành chương trình truyền hình thực tế. Các anh chị nhẹ tay bé em cảm ơn chị. Nhẹ tay bé em cảm ơn chị. Ôi bạn ơi. Và các bạn ơi, đừng quên theo dõi Hành Trình Rực Rỡ vào lúc 21:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Và đồng thời chiếu trên YouTube của Đông Tây Promotion nhá. Hành Trình Rực Rỡ, tự hào Việt Nam.